Một tiệm chuyên về trà trái cây tươi tại thành phố Mỹ Tho. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho? Trời ơi, đi chơi bốn đứa, mỗi đứa một gu là vô đây đúng bài. Bây giờ mà đu trang sữa gấu có muộn không mọi người? Có cà phê, matcha với lại cacao. Ở chỗ này mở sữa gấu không có văn nè mấy bà. Cà phê đậm đặc kết hợp cùng sữa gấu. Phê khi mà được đánh lên thì dậy mùi thơm lắm. Uống nước sâm thì đừng có sợ buồn miệng bởi vì có hạt sen, nhãn, đác, củ năng cắt làm đôi. Rồi ai dễ thương thì cho thêm chân châu ô long nha. Nói đi cũng phải nói lại, tôi bị dính cứng ngắc bởi món này cũng khá lâu rồi, tới giờ vẫn còn thích luôn á mấy bà. Đó là trà thanh long đỏ, bị thích cái mùi thanh long đỏ ngọt ngọt chua chua, thêm chân châu trắng ăn kèm, kiểu đó thơm mà nó tự nhiên lắm mọi người. Ở đây thì bán trà trái cây tươi nhiều loại lắm mấy bà, cũng có cập nhật theo mùa nữa. Một ly trà lại đát thơm cho các bạn nào thích chua chua ngọt ngọt và dẻo của đát. Không biết nãy giờ các bạn có thấy tiệm này quen không? Thì đây là tiệm trà ông già hồi xưa là bán ở bên phía chân cầu chợ Hành Trị, thì nay đã dời về số 67 đường Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nếu mà xuất phát trên đường Lý Thường Kiệt, bên tay phải là bảng vàng, các bạn chạy tới ngay ngã tư giao với đường Tết Mậu Thân, mình quẹo tay phải, chạy một tí xíu thôi, nhìn bên tay trái kế bên bún đậu mẹt tre là tới nha. Nay thì đã có chỗ ngồi lại rồi, cho nên tối tối mình ra đây ngồi chiêu cũng được.